Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyên mục tin tức mới mỗi ngày. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ có những thông tin thật bổ ích và đừng quên ấn nút like, share và đăng ký để ủng hộ cho kênh của chúng tôi nhé. Và sau đây, xin mời chúng ta cùng đến với những phần tin chi tiết. Sau công bố Phi Nhung còn sống 100%, Mạnh Quỳnh gửi lời chúc ngủ ngon đến người tình âm nhạc Phi Nhung. Lúc sinh thời, Mạnh Quỳnh và nữ ca sĩ từng là cặp đôi song ca ăn ý suốt 20 năm với nhiều nhạc phẩm trữ tình ăn sâu vào tiềm thức người hâm mộ. Được mệnh danh là người tình âm nhạc của Phi Nhung, nhiều bạn bè hải ngoại tiết lộ sự ra đi của cố ca sĩ để lại cho Mạnh Quỳnh cú sốc lớn. Khi biết tin Phi Nhung qua đời ở tuổi 51 tại thành phố Hồ Chí Minh, nam ca sĩ buồn đến không muốn ăn uống, chỉ kịp nhờ người quen đổi nền đen trên trang cá nhân để tưởng niệm, cũng ngẫu hứng nhiều bài thơ nặng trĩu tâm tư dành cho người tình âm nhạc của mình. 3 ngày sau khi Phi Nhung rời cõi tạm, Mạnh Quỳnh viết bài thơ chúc ngủ ngon và đăng tải tấm hình chụp chung cuối cùng cùng nhau. Trong ảnh, cố nghệ sĩ tươi rói, lý lắc như một cô gái tuổi đôi mươi bên người bạn thắm thiết, làm khán giả bồi hồi. Đây cũng được xem là hành động chính thức tiễn biệt người bạn, khiến nhiều khán giả xúc động. Mạnh Quỳnh và Phi Nhung quen nhau từ năm 1995, nhưng phải đến năm 1999, thương hiệu cặp đôi Phi Nhung Mạnh Quỳnh mới bắt đầu ghi dấu ấn sâu đậm trong tim khán giả. Diễn cùng nhau trên hàng trăm sân khấu lớn nhỏ, trong và ngoài nước, sự kết hợp ăn ý mùi mẫn của Phi Nhung và Mạnh Quỳnh khi thể hiện các ca khúc liên khúc Thành Phố Buồn, Tân Cổ Giao Duyên, Lại Nhớ Người Yêu, Sầu Tím Thiệp Hồng, Hai Đứa Nghèo là điều khó có cặp đôi song ca nào có thể làm được. Trên sân khấu họ là cặp tình nhân, họ là vợ chồng, lấy đi bao nhiêu nụ cười, nước mắt của khán giả. Trước khi Phi Nhung trở bệnh, được biết cô có kế hoạch trở về Mỹ để song ca cùng người tình âm nhạc Mạnh Quỳnh trong một chương trình ngày 22 tháng 8. Tuy nhiên do tình hình sức khỏe nên cô không thể tham gia và ban tổ chức đã ghép cặp Hương Thủy với Mạnh Quỳnh. Đâu ngờ đó cũng là lần cuối cùng hai người trao đổi về âm nhạc. Sau khi nắm được hàng loạt tin đồn không đúng sự thật về sức khỏe Phi Nhung, Mạnh Quỳnh lập tức chia sẻ lại bài đăng của Trung tâm Thủy Nga để đính chính kèm theo lời nhắn nhủ. Làm ơn có chút tình người đi quý vị ơi. Đem sự sống còn của một người ra để thiêu dệt và vụ lợi cho cá nhân của mình. Trong lúc này là điều không nên đâu. Thay vào đó là lời nguyện cầu có phải tốt đẹp hơn không? Nên tôn trọng sự riêng tư của gia đình và người thân của bệnh nhân. Xin khán thính giả hãy chia sẻ rộng rãi thông điệp này từ Trung tâm Thủy Nga là chính xác nhất. Có thể thấy Mạnh Quỳnh rất xót xa khi có những cá nhân vì cái lợi trước mắt mà sẵn sàng mang sự sống của Phi Nhung ra thiêu dệt, câu like. Nam ca sĩ mong rằng tất cả mọi người hãy nên tôn trọng sự riêng tư của gia đình và người thân Phi Nhung. Trước những chia sẻ của Trung tâm Thủy Nga và ca sĩ Mạnh Quỳnh, người hâm mộ thở phào khi biết Phi Nhung vẫn đang điều trị tích cực. Ngay dưới bài viết, ai nấy đều gửi lời cầu nguyện đến nữ ca sĩ, mong chị vượt qua cơn bạo bệnh, mau sớm khỏe lại, trở về nhà với các con và khán giả yêu thương đang ngày đêm chờ đợi chị. Cầu xin trời Phật thương xót, cứu lấy mạng sống của chị Phi Nhung, vượt qua kiếp nạn. Cầu xin mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát, cứu khổ cứu nạn. Độ trì gia hộ cho chị Phi Nhung, tai qua nạn khỏi, Nam Mô A Di Đà Phật. Rất vui được nghe tin ca sĩ Phi Nhung bình an, mong Phi Nhung sớm hồi phục. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.